Không bà ngoại cắt, không bà nội cắt. Không nội kìa, bà ngoại, cái đó là ngoại chỉ tay rồi, cái này nè. Mày đưa hai cái ngón này nè. Đó, đó, đó. Mày đưa đó, mày ôm cái tay này đó. Bà ngoại thêm cái này ra chút. Đó, 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 giữ cái đó nha, giữ cái đó nha. Bà nội cũng vậy. Bà nội vậy luôn, bà nội vậy. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it. một. Có người nhìn đất không? Chụp nhanh quá. Chụp nhanh vậy đó, để cho sao? Nè. À, con hơi kịp rồi. 2, 1, 2. Hà Nam cười đó. Cười thiệt. Con nhìn vô này nè. Hà Nam đừng nhìn lên, Hà Nam nhìn con thấy nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sushi con kia mà. 1, 2, 3. Rồi, 1. Rồi. Con đi đẹp quá, con đi đẹp quá. 1. Nhìn xuống, ngồi xuống, đừng có nhìn trên màn hình, nhìn mẹ nè. Rồi đứng lên. Rồi, nhìn mẹ. 1, 2. Nó bị mà. Ba ơi, ba chụp với Hà Nam với Hà Tiên nè, xong rồi mẹ chụp với Hà Nam rồi bỏ ngoại bà ngoại là xong. Rồi, ready. Rồi, lôi xuống hai cha con lôi xuống giùm mẹ. Xuống tí nữa. Rồi, qua bên này góc này, qua bên này góc. Đó được đó, đẹp rồi. 1, 2, 3. Đẹp đổi kiểu. 1, 2, 3. Đẹp đổi kiểu. 1, 2, 3. Đẹp đổi kiểu. 1, 2, 3. Yeah. Rồi tới ngoại với bà chứ. Rồi ông ngoại bà ngoại cười nha. Ngoại bị già quá, ngoại xích qua, bên này chút nữa, không tại cái da ngoại bà ngoại trắng hôm sau mẹ sẽ clean. Tại ở đó nó đẹp. Ánh sáng ngay đó đẹp nhất. Nó đẹp hơn. Rồi nhìn đây. Nhìn đây 1, 2, 3. Ok. Con nhìn rồi. 1, 2, 3. Đẹp. Rồi. Mẹ để tay lên, mẹ có nói con. Rồi chưa? 1, 2, 3. Rồi để tay lên. Ô, ta bắt chậm nhá. Okay. Rồi. 1, 2, 3. Ok. Để tay lên căng. Rồi. Ôi chị. Ông bà ngoại bỏ tay xuống. 1, 2, 3. Ok, xong. Ok, xong. Quá đẹp. Ông ngoại bà nội nghỉ, ông ngoại với bà ngoại với hai đứa nhỏ chậm. Rồi, hai đứa nhỏ, hai đứa. Chạy lên, lẹ lên. Đấy đó. Anh vô luôn đi, bấm timer. Bánh tham để 5 người mình đi, 6 người luôn. Tham ba đi, 6 người luôn. Ông ngoại đứng dậy, bà ngoại đứng dậy. Rồi. Dạ đúng rồi đó. Rồi ba đứng cái hạt tiền. Ok ok. Ba đừng sợ buồn bự, mẹ che cho ba rồi. Rồi che hết rồi, Rồi cô. Rồi. Đúng rồi, giỏi. Để vậy đó đẹp á, Hay chi. Ok, xong. Cái nữa, hả? Cái nữa đi rồi, ông bà ngoại ở lại chụp với hai đứa cháu. Hai rồi. Ông bà ngoại chưa chụp rồi, ông bà ngoại chụp với hai đứa con. Là xong rồi. Dạ. Rồi, mẹ bỏ tay trên tay bà ngoại nha. Rồi, Hà Tiên có thể bỏ trên tay ông ngoại nha. Rồi. Nha mọi người nhìn vào máy hình nha, đừng hình đó. Dạ, không biết. Hà Tiên lui một bước xuống. Dạ, rồi, 1. Đừng có để ta xuống. 2. 3. Rồi, lui tí xíu Hà Tiên. Hà Tiên che bóng bà ngoại, đúng rồi. Bà ngoại đứng yên như vậy. Okay. Rồi, Hà Nam vô căng. Chụp lại lần nữa cho mẹ nha. 1 2 3. Chưa nha, chuẩn bị. Mẹ đếm ngược lại. 6 7 8 9 10. Chuẩn bị cười. Rồi, bà nội vô, là bà nội đây. Đây bà nội vô thành 5 người để chụp với hai đứa cháu, ông bà chụp với hai đứa cháu. Bà nội. Đi tiền qua đây. Bà nội đứng kế Hà Tiên. Đó rồi. Rồi. Rồi em đây. Đây vậy đó, đẹp nè. Rồi, đẹp nha. Rồi cả nhà nhìn con nha. Này luôn ha. Anh đếm giùm em nha, để em kéo cái bàn cho mọi người thoải mái luôn, không kéo. Để kéo. Rồi nhìn đi. Rồi. Rồi mọi người nhìn nha. Nhìn đi. 1. Tay thẳng. Chuẩn bị tay thẳng xuống. Chào chị. 1. Smile. Chuẩn bị cười nha, cười. Đẹp, ông ngoại không đẹp, chụp lại cái nữa, ông ngoại nhìn không đẹp. Ông ngoại đẹp bự ra. Rồi. Mở mắt kìa, nó chói vô mắt, khó chịu quá. Đâu có đâu cái gì đó. Nhìn nè. Rồi, nhìn nha. Chuẩn bị nha cả nhà. Chuẩn bị 1, 2, 3 cười. Hà Nam chụp với con chó kìa. Rồi ready 1, 2, 3. Đẹp. Đẹp quá luôn. Nhìn coi kìa cái lúa làm tiền này cười đi. Đẹp. Không đẹp, cái lúa làm tiền hồi nãy đẹp không? Dạ. Rồi kiểu khác 1, 2, 3. Cute. Different style. Mở mắt ra chứ con. Different style. Not style con. Different pose. Ready go. Yeah. Ok rồi xong. Đây. Ông ngoại chụp đơn đi, Ông ngoại chụp đơn đi. Ông ngoại chụp đơn đi, tắm đi. Dạ thôi, ngoại với đi. Ok rồi, mở. Hút cuộn vô Henry, Mua qua đây chút xíu. Xin lỗi con, Đây nè, ông ngoại luôn xuống chút xíu vậy nè, ánh sáng mới đẹp đó. Mà nó cân đối cái con không thấy cái Noel nhiều. Rồi, mở 1, 2, 3. Đẹp đó. Mở 1, 2, 3. Đẹp quá, kiểu khác. Đó, ông ngoại với Hà Tiên. Mẹ bấm cho. Mở mắt to ra nha cả nhà. Rồi, 1, 2, Hà Nam. Đẹp. Ông ngoại cười lại cái ngoại, kiểu khác. Dạ. Ông ngoại nắm tay Hà Tiên cái đi. Một, hai. Rồi, đẹp. Hồi nãy bà nội với Hà Tiên rồi đúng rồi bây giờ chứ. Ồ vậy hả, chưa chút nữa chụp. Bây giờ. Rồi, bố ơi, bố lui giùm con tí. Dạ, hấp rồi, 1, 2. Cười, rồi cái nữa nha. Nắm tay mẹ, bà nội, bà ngoại. Wow, đẹp quá luôn. Rồi, bà nội với Hà Tiên. 1, bà nội mở mắt ta lên. Đúng rồi. Hà Tiên, Hà Nam đừng giỡn con. 1, 2. Cười nha, cái nữa. 1, 2. Hà Tiên nhắm mắt rồi. 1, 2, 3. Rồi, đẹp. Rồi cái nữa nắm tay bà nội. Mở mắt to ra nha. 1, 2. Rồi đẹp luôn. 1, 2. Đẹp. Cái nữa kiểu khác ba. 1, 2. Dạ rồi. Rồi bây giờ Hà Tiên chụp với bà ngoại. Hà Nam chụp với bà ngoại. Hà Nam chưa chụp với bà ngoại. Hà Nam chưa chụp. Ok được, con chó được. Kéo cái áo xuống. 1. Kéo xuống lại. Con chưa chụp với bố. 2, 3. Đẹp. Rồi một cái kiểu khác nữa. 1. Kiểu khác, kiểu khác. Thôi được rồi con. 1, 2, 3. Rồi thank you. Đeo con rất đẹp. Cũng chả đẹp quá. Rồi xong bây giờ mùa xuân. Rồi mùa xuân đổi cho mọi người ra ngoài đi. Hay là để một tay bên túi này, cái tay đó là kiểu kiểu này nha. Túi này ông ngoại bỏ thẳng xuống coi. Bỏ tay thẳng xuống. Ok 1, 2, 3. Rồi con cái nữa, cái nữa, cái nữa. 1, 2. Đó đẹp đó, đẹp đó. 1, 2, 3. Để đơn không? Rồi bây giờ em xác định cái máu lên. Ri để con chó ra. 1, 2, 3. Mẹ xúc qua bên này chút, mẹ che cái cây, mẹ che cái lỗ đó đó, đó đẹp đó. Rồi 1, 2, 3. Rồi kiểu khác nữa. 1, 2, 3. Rồi kiểu khác nữa. 1, 2, 3. Rồi một kiểu khác nữa. 1, 2, 3. Đó đẹp đó. Đẹp cho mày cái tiền cả. Ok 1, 2, 3. Đúng rồi. Đẹp quá. Rồi cái nữa nha con. Rồi con mẹ cứ bấm rồi con cứ chuyển, con muốn kiểu nào con kiểu chuẩn mình. Nó bị huyết cao đó. Trời ơi. Cho nên cái thứ nhất là nó bị huyết cao là nó không uống rồi. Ồ đẹp quá. Không sao, cứ thoải mái đi con, nó sẽ pha kết lại. Nó không được uống rượu cái thứ nhất, cái thứ hai. Nó pha kết lại liền con thấy không? Rồi bây giờ mẹ vô nha. Thành Nam thích không? Cho mẹ ngồi kế ngoài. Ông ngồi kế bên Ri. Thà Tiên ngồi xuống ngoài cùng. Không được rồi, được rồi, được rồi. Đừng di chuyển, để con tự làm. Rồi. Dạ. Đấy đẹp, đó cả nhà đẹp. Rồi, ông ngoại phải ngồi thẳng lưng lên ông ngoại. Henry, turn your body a little bit this way. Hà Nam. Ok. Thấy chưa? Tại con phải canh cái màn hình nó phải đẹp mới được. Rồi, Hà Nam thẳng lưng về đẹp á, ba đẹp luôn. Rồi. Rồi chụp đi con. Không thấy con flash. Nhìn đến nha mẹ. Happy New Year. Sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt nha. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới nha. 2022. Tiếng bà nội rồi. Không bà ngoại cắt, không bà nội cắt. Không nội kìa. Kìa, Hà Nam không bà nội chưa quá ha, bột màu sắc hết. Cả nhà mình đẹp quá ha, đẹp quá ha. Màu xanh hy vọng. Màu xanh là màu hy vọng. Cũng chớ, cũng chớ. Màu xanh năm mới ha. Màu tôi hơi tối một chút. Bố hơi tối, tại vì ông ngoại không, ông ngoại gian nắng mà ông ngoại không có chịu đánh ra kem chống nắng nè. Super size. Ông ngoại quên đánh super size có slim. Đâu có nói cái áo này nè. Cái áo. Xanh giống nhau hết. Xanh giống nhau hết, chỉ có ông ngoại hơi tối, nhưng mà đẹp không ngoại? Đàn ông mà. Đẹp đẹp đẹp. Đẹp rồi. Rồi rất là vui là hôm nay có bà nội chụp hình với con trai. Rồi bà nội đi hát khỏe khoắn. Rồi bà mai bà nội đi rồi sang năm nhớ lì xì 7/9 nha. Không quên cái này.